Ba mẹ con vất vả thì thôi về Phúc Lâm Bảo Đường thì là sáng nay đổi ý là tại vì là có ông hàng xóm mới đến đúng không? Dạ. Có ông hàng xóm mới đến cái thế là mẹ Kiều không cho con đi ha. Ôi, xin chào, xin chào. Giờ sau là thành con ông cháu cha rồi không sợ bắt nạt nữa. Lúc mệt lúc gục ngã rồi cũng gì hai con cố gắng. Chưa bao giờ có một cái trường hợp nào mà đi để giúp đỡ nhưng mà phải thuyết phục, phải gần như là xin. Xúc phải kỳ gì bao nhiêu sớm rất là mệt mỏi. Em biết rằng cái vấn đề đấy là để tốt cho cả ba mẹ con. Nhưng mà chị phải là người thuyết phục, chị phải là cái người gần như là nài nỉ em là thôi em về đi, em đến đây đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Bích Phương Phúc Lâm Bảo Đường. Ngày hôm nay thì Phương rất là vui luôn mọi người ạ, rất là vui mừng vì có thể quay trở lại để đón mẹ con của bé Kiều về nhá. Lô con gái, mẹ chuẩn bị đồ xong chưa? Ờ rồi hả? Đâu rồi? Ôi trời ơi, con gái tôi nó ngủ rồi. Hello, hello. Trời ơi. Đựng đồ hả? Thì có cái gì, ví dụ như cái đồ gì mà cần thiết ấy, thì mang đi trước. Xong 1-2 ngày tới là chị đưa về lấy đồ tiếp. Tại vì là chị đi qua đi lại đây như cứ mưa ngập cho nên là dọn hết. Cứ dọn hết lên trên đi. Xong rồi có cái gì mà cần về lấy 1-2 ngày tới bọn chị lại quay lại mà. À, con gái ơi. Con gái ơi. Ngủ rồi. Yêu không? À, mẹ đó, mẹ đó, mẹ đó. Ô trời ơi, cái đồ gì mà cần đấy mẹ con dùng luôn thì mang đi em ạ. Còn cái gì chưa cần thì cứ từ từ. Xong rồi về lấy sau. Yêu con nhỉ? Yêu. Nào. Ô, bắt thường con nha. Thương con nha. Chú Duy hả? Chú Hiệp hả? Đây này. Chào em nha. Tới. Đó nè. Mẹ chuẩn bị đồ nè. Sao nhỉ? Rồi. Đó, 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 đó. Đâu nhỉ? Ốc mới tới. Ốc đi qua nãy mới vừa tới. À, hôm nay mới đến nơi hả em? Dạ. Thế em có gọi điện cho Út em bảo là em về đây không? Dạ chị có không? Em mới nói. Út bảo sao? Út nói ở em con đi đây rồi cho nên Út về, Út qua Út đón. Nha chị hả? Con nào Út về Út qua Út đón con nhỉ? Nha. Út qua Út đón con, bây giờ con phải đi về Phúc Lâm Bảo Đường để con ở với bác nhá. Xong rồi để bác nuôi con nhá. Cho con ngoan nhá. Ồ ồ. Như cái kẹo này. Ôi, trời ơi, hôm nay ai mà xinh như công chúa ấy nhở? Cái gì nhở? Quên mất tên rồi. Lũn hả? Bách Đạt ơi. Xin chào con nha. Bách Đạt ơi. Đón về Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở ai à? Vâng. Đây nữa này. Con chào bác đi. Chào con nha. Dạ, con còn sợ nhỉ? Con chào Bách Đạt này. Này ngoan nha. Vâng ạ. Con về Phúc Lâm Bảo Đường con ngoan lắm bác ạ. Trời ơi, nhìn đáng yêu thế. Con mới có 3 tháng thôi bác ạ. Mà mẹ con đi bán vé số là mẹ con phải để con ở nhà cho chị con trông này, chị con bé tí này bác này. Xong rồi mẹ. Thế thì để bác có thời gian thì bác vào để bác thăm các con nhá. Đó, thì lúc nhá. Mấy hôm nữa bác Đạt vào bác Đạt thăm con nhá. Xong rồi bác Đạt mua sữa cho con nhá. Nhiều quá. Bác rồi, mấy hôm nữa anh sắp xếp anh vào. Vâng. Bé tí như thế này mà nó uống sữa hút anh ạ. Tại mẹ nó đi bán vé số xong rồi mẹ cũng không biết tính toán tiền ấy, toàn bị người ta lừa thôi. Yeah. Xong rồi mất hết tiền. Ví dụ bán vé số đây. Đây, gặp anh trai của chị này, chủ tịch của Phúc Lâm Bảo Đường này. Ôi, chào chị ạ. À, dạ, em chào. Em ấy sinh năm 96, em cầm máy đi, cầm máy nói chuyện với anh này. Chào em nhá. Dạ. Đấy là sếp của chị luôn đấy. Ừ, thì Phương
cái của anh cũng là nhân viên cấp dưới của anh. Dạ. Ừ, đấy hai mẹ con, à, ba mẹ con vất vả thế thì thôi về Phúc Lâm Bảo Đường thì nó là một cái ngôi nhà chung cho cảnh khó khăn. Dạ. Cũng mang rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở đấy rồi. Dạ. Thì em cứ về đấy thì cố gắng thì giao công việc thì cứ làm tròn trách nhiệm công việc của mình thôi. Dạ. Yên tâm đi, về dạ. đấy thì không phải lo lắng gì nữa anh nhá. Dạ. Ok em. Rồi. Thế anh nhá, hôm nào anh vào thì bác vào bác mới mua sữa cho con nhá. Ok. Con bye bye. Quà cho cả hai chị em nhá. Vâng ạ, con bye bye bác ạ. Yeah. Vâng. Rồi rồi. Ok anh, bây giờ đón các cháu về Phúc Lâm Bảo Đường đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Tắt điện, Duy tắt điện cho em. Dạ đem phao phát. Đi thôi nào. Xin chào mọi người. Con đi ô tô đây. Dạ. Dạ được em. Con gái của tôi nó bị nắng quá rồi trên này. Tôi phải che cái mặt nó vào đây. Nó nắng con gái tôi trên này. Hả? Nắng con gái quá. Chú Duy mở cửa xe để cháu lên nhá. Nha. Chú Duy mở cửa xe nào. Cho cháu lên trên xe nào, không nắng cháu nhá. Ôi. Nắng con tôi quá nhờ. Đây. À. Đây hai. Đây hai. Ừ. Chú Chú nào. Để cho thêm một tí không con gái cho nhá. Con gái cho nhá, thêm một tí thôi nhá. Nhưng mà đầu tiên là con của mẹ trước nhỉ. Con của mẹ Phương trước đó. Trong đó không có ai dám bắt nạt con đâu. Mẹ Kiều ạ. À, con của mẹ Phương là không ai dám bắt nạt con đâu. Vì mẹ Phương giống như con gấu vậy. Nó sướng quá. Thích không con? Hả? Thích không con? Con hổ ơi. Cưng quá là cưng. À. Chú Hiệp nhìn cháu cười tươi như vẻ là leo. Sướng quá. Mẹ mãi con đi. Có mà. Chết rồi, thế là sáng nay đổi ý là tại vì là có ông hàng xóm mời đây đúng không? Dạ, bay. Chết luôn, mới đến lúc em chưa nhắn tin cho chị mà. Đòi ở lại đấy, bảo chị ơi em đi em nhớ không chỗ phải, này. Tự nhiên là... dọn phòng xong thấy cái phòng nó buồn buồn, không muốn rời sao. Họ đã quen rồi. Đến cái thế là hóa ra có ông hàng xóm mới chuyển đây. Chị suy nghĩ, chị cũng đi ra Úc em không khác xíu. Có nghe kẹo không? Có ông hàng xóm mới đến cái, thế là mẹ Kiều không cho con đi ha. Đó. Mẹ Kiều đang định để ông hàng xóm hốt. Ôi. ông hàng xóm cứ giới thiệu. Em mở vậy em nuôi con là chắc chứ giờ thà giỏi về tới già luôn, giờ không có thêm bước nào nữa. À, ông nói Út em có đâu tin, không tin thì cứ mặc tì thôi. Thì Út cứ chóng mặt lên xem coi con có làm được hay không. Cái nói Út vậy, cứ định ghẹo con người này kêu hoài. Nhưng mà đi bán số nó thấy mình gớm chết mà ai người ta nhiều lúc mà người ta không mua lắc đầu không. Để ý nghe mấy ông á, kỳ lắm, mấy người nghèo không cũng không mua đâu mà cứ mua mấy người đẹp mà lượm mấy người đẹp mấy ông mấy bà mua. Thì chị nhầm cô thì nói cô ơi sau này con gái tôi xinh gái không phải đi bán vé số một chí nào luôn nha. Bán số trời nó nắng không thể tả luôn. Ủa? Nắng mà nhìn đằng trước nó có sao luôn. Đấy, sau này lộn, sau này đi làm xoa bóp bấm huyệt. Rồi, học bác sĩ con nhá. Học bác sĩ luôn, xong con làm luôn cho nhà mình luôn nhỉ. Chị Na Cân lại đi giúp mọi người được không? Nó cô nè, nó chỉ cô nè. Chỉ cô. Thế á, có xinh không? Tự nhiên nó mở qua chỉ cô. Xinh không? À, xinh quá. Út cứ kêu hả, nếu như không muốn đi thì cứ ở lại phòng đó cho Út trong vòng 2 năm nữa về. Mà trong khi 1 năm là 1 ngày rất là lâu. Mà trong khi 1 năm là lâu lâu hơn nữa. Mà 2 năm còn lâu không thể nói chung về tưởng tượng được. À 2 năm nữa là thôi. Mà trong vòng 2 năm đi bán vé số 1 tháng thôi là muốn
không phải, nói chung là một ngày lúc nãy không muốn đi bán luôn. Trung bình một ngày là lỗ khoảng 200 hơn đi bán số mắc khi ngành mắc mắc 500.000, khi mắc 180, khi mắc 250, 220, 80, 90. Đấy, thế là một ngày cứ lỗ ngần đấy thôi. Mắc 500.000 thì mình lỗ, mình bỏ tiền túi ra bù tiền vé số. Rồi chẳng may mà bác Phương thì có cho đồng nào thì cuối cùng là cũng bù lỗ cho hết. Bù lỗ hết. Còn nâu đi, cho tiền nuôi con thôi. Cho tiền nuôi con để con lớn thôi, sau này con lại nuôi mẹ nhá. Nhá. Ngày lúc nghỉ bụng không lẽ mình cứ về mình đi bán sống vậy mà cứ đi bán cái số suốt đời mãi như vậy sao cứ nghĩ người ta bán lấy lời còn mình bán lấy lỗ. Lấy lỗ. Lỗ thì nuôi làm sao được con? Vừa mắc cái số mà vừa mắc tiền buồn. Đấy, thế mà cứ có nhiều người rất là xấu nhỉ. Người ta làm việc tốt chẳng được đấy, xấu xa nhỉ. Không phải người ta thấy mình bán người đam mê tiền nong bạn chồng gì người ta ủng hộ ấy mà. Dạ. Người ta người ta người bớt đi để cho được về sớm đấy mà. Khi mình bán số tình cờ kiếm tiền mua được con được máy lắp sữa mà người ta không hiểu thôi. Thôi nhiều người lắm, đâu phải ai giống ai đâu. Có người người ta thương thì người ta mua thì người ta chơi kỳ. Mời mấy người đi đường dựng xe lề đường cái mua vé số, khi thấy mình bán thì người ta chạy tấp vô mà cái người ta rồi mua họ mua vé số á, tự nhiên mình đưa người ta cái người ta giả bộ nên cầm mình tên tay còn rơi xuống dưới mấy tờ mình không, mình cúi đầu xuống mình lụm thì trên này nó giấu bỏ túi, bị miếng âm kiểu phát hiện mấy lần. Nó âm chơi kỳ xong là lấy số con bé này nó đi bán kiếm tiền mua sữa cho con nghiệp một mình nuôi hai đứa con hai nhỏ mẹ nó hư thân mình nét đi kỳ. Gặp tôi là tôi đấm cho mấy nhát trời nha. Nó lợi dụng thời cơ mình cúi đầu xuống mình lụm. Nó giấu mấy tờ chứ gì kỳ ơi, 5 tờ 6 tờ khi ngưỡng chục tờ cứ vậy chơi vậy mà chơi được. Cái này có mang tờ nào về không? Dạ không, hết rồi. Sao nó ôm lên mấy tờ để biết đâu lại trúng số là không qua. Tại hai bữa nay bị mắc bị đau không có đi bán nên không có số. Chúng mấy số chỉ cho con gái tôi nó đổi đời nhá. Như cái kẹo ấy nhiều chuyện lắm, nó phải nói chuyện lắm. Đánh dấu vào cái đầu nha, để cho mang về nhà nuôi nhá. Ốc nên tỏ là nên nuôi nằm ở cái nền đất nhá, sau rồi ốm ra đấy nhá là tôi tiêm vào tay ấy nhá, được chưa? Không được nằm một cái nơi đất thế nữa nhá. Mắt đây này, mắt này. Mắt này. Chúng ở phòng 10 nhá. Phòng 10 nhá. Đang nào về bác chả phải cho đi tiêm. Chả phải cho đi tiêm. Thanh về 2 tháng trời mà không có đi tiêm bữa thôi. Mới sai mình diễn. Mai con về con đi tiêm rồi. Lại dùng như 2 tháng 3 tháng là không đi tiêm. Mai con về con đi tiêm rồi nhá. Bởi bệnh viện sanh ra kêu 25 tay về tiêm nó mà 3 tháng cứ quên, bán số cứ quên. Trong vía ở đấy là có chuột bọ côn trùng nó tiêm cho suốt mà không có phản ứng gì. Mỗi chích, mỗi đốt một ngày chục ngục. Ê, nát cái chân này, rồi đây chỗ này, chỗ này kia. Sức đề kháng rất là tốt rồi đấy. Cái đồ đáng yêu. Cái đồ đáng yêu. Sao chết rồi, bên này nắng rồi. Alo. Alo. Ừ, em mở cái phòng 10 nha, mở cái phòng 10 ấy, xong rồi dọn sạch sẽ đi. Cô anh cô dọn sạch sẽ cái phòng 10 ấy, cho kê một cái giường đệm nước các thứ chứ căn bàn có đầy đủ cho anh. Cho con chị Phương ở. Một giường phòng 10. Thế nhá. Để chị Phương cho con gái về đấy ở cho nó lớn nhá. Không ai dám bắt nạt con cả nha. Phòng em còn con quan xếp ấy. Con ông cháu trai không ai dám bắt nạt. Con của bất chép đấy. Con ông cháu tôi đấy. Con ông cháu tôi đấy. Con của chép đấy, không ai bắt nạt đâu. Ừ, cái phòng 10 đấy. Em lấy cho vào xong xem có quạt chưa nhé. Nếu chưa có quạt thì nhấc một cái quạt ra. Cô ơi, xin chào. Xin chào. Con đang ngủ nha. Xin chào các cô, các chú nha. Đã ơi, Duy cho mẹ con là bà ấy. Đây, chào các cô, các chú nha.
rồi. Chị này. Cái này, các bác ra đón con nhá. Dạ. Dạ. Đây, mẹ con đây này. Đâu? Con xin chưa? À, bà Tâm nè. Nữa nha. Là chủ yếu mà phải cho bà ba mới nấu cho bà ăn nhé chứ. Cười nghe kìa chết kìa. Mấy đứa nó bảo là sau thành con ông cháu cha rồi không sợ bắt nạt nữa. Không không ạ, nó nhẹ ở đằng sau không sao ạ, để cho nó rơi. Đậu nhỏ xíu. Đây này, toàn là uống sữa hút thôi cô ạ. Không có sữa bột đâu, uống sữa hút đi, không có chất. Mẹ thương, mẹ thương nè. Cháu thôi. Mỗi người bế một tí con nhỉ. Có bánh đây rồi, mua bánh nhưng mà đang khó chịu không ăn. Cho thêm nữa. Bế rơi con xếp là dở hơi ngay nhỉ con nhỉ. Sao? Sao? Con dọn gì hả? Ê, cười gì hả? Nào thôi. Chả đây đây. Mẹ ôi rồi ba đẻ mấy đứa nước cơ ạ? Ba. Ba có đẻ ra cái gì đâu? Con tưởng bảo là ba đẻ. Ba mấy được con đẻ chứ. Ba không phải cố đâu. Nó phải trốn nhá. Cái này là chắc chắc cho đây này không phải là chắc. Nó phải ra đón này. Đó. Mẹ đẹp dài nhắm mắt nhỏ mẹ cô có tu. Thân lắm. Nó tìm thấy ở đâu là nó thấy người ta đăng lên mạng là nó tìm đến nơi xong nó đánh đập. Nó đánh đập thế là xong rồi cứ túm tóc đánh nhiều quá xong em sợ em phải cạo hết cả đầu, cạo hết cả tóc đi để nó không túm được tóc của đánh mà không túm tóc thì nó túm áo. Đấy nhưng mà bạn ấy phải cạo hết tóc đi. Bà chị kia ra còn lại cạo đâu đi để không túm tóc. Cạo đầu không túm áo. Phải đi tham quan ở đây đã xong rồi con biết nhà con chứ nhỉ. Đấy, con đi xem các bà các bác đây này để mai con biết là đây là nhà con rồi đây này nhỉ. Con ở đây với mẹ con để mẹ con nuôi con lớn này, sau này con lớn rồi thì con giúp mọi người nữa này giống mẹ con này. Con chào các bà, con chào chú nhỉ. Đó, con chào các ông các bà. Con gái ạ. Bà này là con vừa mới nhận về đây nuôi. Dạ vâng. Con khổ thân quá, thế là xong rồi bác Phương nhận con về đây nuôi con. Bà Tâm nấu cơm ở bếp đấy nhá. Đấy, xong rồi bà Tâm nấu cơm cho con ăn với nhá. Đấy, con đi tham quan này. Ôi, này, con đi tham quan hết ở đây rồi. Đấy, đông các bà chưa này, đông các bà chưa? Các bà ở đây chơi với con nhá. Chào. Xin chào. Chúc mừng con nghe. Ba sao con là chắc cũng có phước chắc cũng mấy đơn rồi mà cái gặp đây. Em vợ có đúng không con? Tại vì là lúc đầu mà lên ấy xong rồi con gặp cái bé này ấy, thế con nắm con bé bạn ấy. Xong rồi con nói chuyện, con hỏi, con bảo con đặt tên thế này thế kia đấy, bạn cứ nhìn con bạn cười thôi. Thì con cũng nghĩ nó là một cái duyên. Đó. Con nghĩ nó là một cái duyên đến với mình ấy, chứ còn con thì con chưa bao giờ nghĩ là con sẽ nhận thêm một người nào đấy, nhận thêm một con nuôi hay gì cả. Vì mình cắn này. Trừ là cái số phận thôi nhưng mà tự nhiên lại nó rất là trùng hợp. Con thấy là nó mình chứng kiến này không có mà có chứng kiến trước. Dạ vâng. Tự nhiên là thấy lần đầu gặp nhưng mà xong rồi nhỏ này thấy con là cứ cười thôi. Xong con bé vào lòng cho con bảo là ơ thì bác đặt tên cho con nhá. Bác đặt tên này tên kia thì bãi sướng bãi cười. Bãi cười tiếp lên. Thế là con này bé này á. Bé này cười ý như chuyện đấy hả? Thương ơi. Hai con mắt đen, hai con mắt này nở sáng lắm. Mặt rất là thông minh luôn nè, con thấy mặt bạn này sáng và thông minh mắt lắm. Mắt đen nhạt nhẽo. Con mắt này nở tốt sáng, con mắt tốt. Nhạt nhẽo. Nào, sao khóc con? À không khóc hả? Đấy, bé xíu này nhưng mà hai bạn là chưa bạn nào có tên luôn ấy. Mẹ cũng chưa đặt tên được cho đứa nào. Đây, con ở nhà. Xong rồi ở cái phòng trọ thì nó ngập nước, mùa mưa nó ngập nước lên cao. Đi ngủ thì ba mẹ con ngủ là chuột với dán nó bò ra xong nó cắn cả bàn chân. Dạ chưa tăng quá hả? Về ở với cô Phương là ngon này con á, chú Mậu này con. Dạ. Vâng ạ.
Vâng ạ. À. Đâu? Cô Phương đi trước. Sao rồi nhỉ? Hết mệt chưa? Ấu. Mà gói hả? Thế về đây thấy thế nào? Thấy thoải mái. Thấy thoải mái hả? Thế có xác định là sẽ ở đây không? Dạ. Thế cái suy nghĩ ban đầu là thuyết phục rất là lâu cô ạ. Con phải thuyết phục bạn ấy mấy ngày. Mà trong khi đấy là hôm nay là trên đường lên đón hai mẹ con. Trên đường lên đón ba mẹ con xuống. Là bạn ấy vẫn còn nhắn tin cho con. Bà ấy bảo là thôi chị ạ, chắc em không đi nữa. Bà ấy bảo là thôi chị, chắc em không đi nữa đâu. Tại vì em không muốn xa cái nơi này. Nhưng mà con bảo là thôi được rồi, để chị lên đến nơi đã. Xong rồi chị sẽ nói để cho em hiểu. Tại vì là mọi cái nó đều tốt cho em này, tốt cho tương lai của hai đứa. Chứ không phải là mang em đến đây để làm gì. Con đang nhỏ quá mà, thế lớn đâu mà nói là mình làm cái đôi việc cho mẹ, nhỏ quá đi. Lên thấy nó tội ạ, ở trong cái nhà trọ rồi lụp sụp, chuột bọ thì chạy quanh nhà. Xong thì muỗi dĩ này đây đốt sưng hết cả chân con bé con này. Xong mẹ đi bán vé số, mẹ bán vé số thì để hai chị em ở trong nhà. Trước là có người nhờ thì có thể trông con bé con này. Nhưng mà không có người thì là để hai chị em ở nhà trông nhau. Đây. Em thì đang nhỏ quá chứ phải đi rồi đâu. Chị lớn ấy, chị lớn ở nhà trông em đấy, nó khổ thân. Thì hôm qua có bảo là thế bây giờ ví dụ như em đi về mà người ta cắt cửa, người ta phá khóa và người ta bắt mất con em thì làm nào. Nên là đi xuống đây này, vừa giúp được cho chị, xong rồi giúp được rất nhiều người mà lại giúp được cho chính bản thân mình đúng không? Vào đây rồi. Có... Sao đây? Có thấy hối hận vì đi theo chị không? Hả? Hối hận vì là không nghe lời chị mà cứ phải đắn đo mãi đúng không? Hay là hối hận vì đi xuống đây mà phải khóc? Tại sao khóc? Tại sao khóc? Mẹ thương, mẹ thương. Hả? Tại sao mẹ khóc? Tại nhớ suốt phải kể gì bao nhiêu sớm rất là mệt mỏi. Đấy, tại sao không gặp chị sớm hơn đúng không? Lúc mệt, lúc cực ngã mà cũng gì ai con cố gắng. Nhưng bây giờ là có chị đồng hành rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều, không phải suy nghĩ tiêu cực nữa nhá. Phải suy nghĩ thật tích cực lên, vì ở bên ngoài không riêng gì người thân trong gia đình, không riêng gì người ruột thịt với mình, mà ở ngoài xã hội rất nhiều con người yêu thương mình. Em thấy không, khi mà em đến một cái là từ các bệnh nhân này, từ các cán bộ y bác sĩ ở đây, mọi người vẫn rất là vui vẻ, hân hoan chào đón mẹ con đến đây cơ mà. Đó không cần phải là người nhà hay gì cả, nhưng mà người ngoài xã hội, nhưng mà người ta nhìn thấy cái hoàn cảnh của mình, người ta muốn chia sẻ với mình, người ta yêu thương mình, thế là được rồi. Em thấy anh chị cô bác đến chào đón với mẹ con đến đây ở đây, em cảm thấy ấm áp lắm, hơn gia đình ruột thịt em luôn. Thấy chưa, đáng ra đấy. Thế là trưa nay nếu như mà chị mà nghe cái lời từ chối của em mà chị quay về thì có phải bây giờ tự nhiên mình bị mất đi một cơ hội không? Thế em thấy như thế nào? Em có thấy là em lựa chọn đúng đắn không? Yeah. Chưa bao giờ có một cái trường hợp nào mà đi để giúp đỡ nhưng mà phải thuyết phục, phải gần như là xin để có thể đồng ý đi về đây, và trong khi đó xin được giúp đỡ luôn đấy. Tại vì thật sự là chị rất thương, chị thương em và thương hai đứa nhỏ rất nhiều. Và nhìn nó nhỏ xíu này, cả một cái chặng đường cô ạ, một cái chặng đường từ trên đấy về là một mình con bé nó nằm trong lòng thôi. Nó không quấy, không khóc, còn thật sự nó rất là thương. Anh bụng này rồi ỉa đái rồi mình cho mềm mới được chỉ đi làm năng được chỉ thì nhỏ. Khẩu thân nước rồi khát sữa nè, hay cho con ăn này. Nghỉ ngơi một lát đi mua sữa bột cho nó. Bây giờ đi vào lấy phòng nghỉ nhá, xong rồi lát chị đi mua thôi. Chị đi được. Chị đi, chị em mình đi mua sữa cho con là được rồi. Đi, chuyển đồ vào trong đâu mấy đứa đâu nhỉ? Chuyển đồ vào rồi à? Đi, đi vào trong nhận phòng ha. Đi, nào. Đi vào đây. Nào, đi vào đây, đi vào đây. Mẹ em đi lấy phòng đây này. Nha. Mẹ. Dạ vâng, con ngoan lắm bác ạ. Nhà chị toàn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho người ta có công việc để làm. Ví dụ như chú Tám thế là một hoàn cảnh cũng không có gia đình, không có nơi nương tựa, và chú xin vào đây để làm bảo vệ ở đây. Nhà phòng số mấy? Số 10 hả? Bật cái điện hành lang đây. Con đi về nhà mình đây này nhá. Đi về nhà mình nè. Ở Phúc Lâm Bảo Đường thì toàn đưa những người có hoàn cảnh khó khăn với neo đơn thôi. Tự nhiên em đến đây là em có cảm giác gần gũi không? Yeah. Giống như gia đình không? Đâu mà trong khi đấy là tất cả mọi người là chưa có ai quen thân với ai hết. Mà đến một cái mẹ con đến một cái là mọi người chào đón. Đâu nhỉ? Phòng con đâu nhỉ?
Mẹ xem phòng con đâu? Phòng cuối hả? Phải không? À, phòng nào nhỉ? À, phòng nào? Mất đèn rồi hả? Đây rồi. Đây hả? Đấy. Thích chưa? Con thích chưa? Lún, lún. Mọi người là ai nè? Ba mẹ con đây, con thích không? Dạ thích. Đây, ba mẹ con ngủ đây ha. Má mẹ thoải mái. Đó. Rộng lại. Đấy. Rộng hơn cái phòng trọ. Trời ơi, đi so cái phòng trọ, ở đây không có chuột đâu. Con gái tôi bây giờ nằm một tí cho nó đỡ mọc. Nhá. Ừ. Nhà vệ sinh ở trong này này, dạ. Có chỗ tắm giặt ở trong luôn. Đó. Phơi đồ thì ở ngoài, đi cái cửa tắt ở ngoài kia sẽ phơi được đồ. Lát chị bảo mấy đứa mang chậu mang chiếc xuống cho giặt đồ trong này. Bây giờ mẹ đi tắm xong mẹ đi mua sữa cho em nhá. Nhá. Em ở nhà với mẹ Kiều nhá. Nhá. Ồ, thế lát mẹ bảo mọi người mang cơm xuống cho mẹ Kiều với lại chị ăn nhỉ. Còn mẹ đi mua sữa cho con gái nhá. Nhá. Mẹ đi mua sữa cho con gái yêu này. À, trời ơi, nó thích quá. Có phải ở đây mát mẻ không? Sáng sủa không? Đúng không con? Đấy. Đây này, tí nữa chú Duy đưa đi mua sữa nha. Hả? Ừ, con thích quá hả? Đưa đi mua sữa này, mua bột cho con nhá. Đấy, trời ơi, thích quá luôn đấy. Nhá, đưa con đi mua sữa. À đâu, mẹ đi mua sữa cho con thôi, con ở nhà trông nhà nhá. Đó, ở nhà trông nhà cho mẹ nhá, để mẹ đi mua sữa. Sau đấy là về để pha sữa cho con ăn. Chứ con uống sữa kia là con trông nhà, nhìn này, như con nhái. Thích con về đây nằm ngoan luôn. Mát mẻ. Đủ mát chưa hay là cần mát nữa không để chị ai đợi cả chị? Rồi, anh chị thường xuyên hay tới đây, mẹ con em đừng bỏ em. Ngày tiên gặp chị em mến. Bỏ đi đâu nữa? Không thấy mặt chị em nhớ. Nhà chị ở đây luôn. Dạ. Đây là nhà của chúng mình. Nhà của chúng ta ha. Chờ anh chị đưa lên đây cái bỏ đây luôn. Không thấy anh chị. À, xin trân trọng giới thiệu là chị là Bùi Bích Phương. Hiện đang làm giám đốc điều hành của hệ thống phòng khám Phúc Lâm Bảo Đường, tức là ở đây. À, nên là ý là cũng là sếp của bọn này đấy, nhưng mà chúng nó lất cất thôi. Sao chị vô tính vật mắt em thích? À, nên là không bỏ đi đâu được hết, tại vì đây gần như là cái cơ sở làm việc của bọn chị, cũng là cái công ty của gia đình chị. Vì lúc trước em có nói chuyện với anh Đạt ấy. Yeah. Anh Đạt là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm và có các hệ thống phòng khám Phúc Lâm Bảo Đường trên cả nước. Đó thì chị đang điều hành hai cơ sở ở miền Bắc và miền Nam. Đó, đây là yên tâm nhá, người có uy tín luôn chứ không phải là vật vờ ở ngoài đường xong rồi đưa về đây bỏ ở đây đâu. Không phải, đây không phải là một cái gọi là không phải là một cái trại trẻ mồ côi, cũng không phải là một cái viện dưỡng lão hay là một nơi gì đó như kiểu mà người ta đưa những cái người vô gia cư về đấy, mà chị đưa về đây để tạo công ăn việc làm và mình giúp đỡ hỗ trợ cho họ, hiểu chưa? Có nghĩa là chị cũng chia sẻ với em rồi, ví dụ như cho nhau tiền ấy thì nó là một cái gì quá đơn giản, nhưng mà tạo cho nhau công việc để mình dùng chính những cái đồng tiền đấy mình nuôi những đứa con của mình, nó mới là cái giá trị. Ngon, em đi bán vé số mà em cứ lỗ hoài không được. Đó, thì nếu ví dụ như em làm được nhiều thì chị trả tiền cho em nhiều. Nhưng mà ít nhất là nó sẽ phải đủ cái tiền để mà có thể lo cho các con được. Hiểu chưa? Thế còn cái việc mà về cái vấn đề mà học hành của các cháu hay gì đó thì chị cũng sẽ trao đổi với mọi người để hỗ trợ hết sức về cái vấn đề này. Để có thể làm được giấy tờ, ít nhất là nó đi học là nó phải làm được giấy tờ thủ tục đã thì mới đi học được. Nên là yên tâm, miễn sao mà để mẹ con có một cái chỗ ở ổn định, thoải mái, cái môi trường. Ví dụ như hàng ngày cũng có thể là lúc nào con ngủ thì em đi ra em quét dọn phụ các bác ở dưới bếp. Hoặc là không thì con quấy quá thì cứ ở trong phòng thôi, không phải gì cả, không vấn đề gì hết. Tại vì là chị đưa về đây không phải là để phải làm việc hay gì gì đó, mà mình tự cái tinh thần tự giác, ví dụ mình rảnh thì mình giúp mọi người. Không thì con quấy thì đừng để nó trong phòng mãi nhá. Có thể là ban ngày mình bế con đi ra xung quanh này chơi với mọi người. Phải tiếp xúc với mọi người, bắt buộc là phải tiếp xúc với mọi người. Chị cần cái điều đấy. Cần cái sự vui vẻ của mình. Nhưng mà mình cứ suốt ngày mình ở trong phòng, nó giống như cái việc mà em ở nhà ấy. Ngoài cái giờ em đi bán là em chỉ ở trong nhà thôi. Tự nhiên là con người mình nó bị hèn kém đi. Mình không được như thế. Mình phải ra mình trò chuyện với mọi người, nói chuyện với mọi người để phát huy rằng mình là một cái người, mình cũng đi ra ngoài xã hội rồi, mình cũng bươn trải rồi. Sau này em cũng có thể, sau này em có thể đứng ở cái cương vị như chị. Em có thể đi giúp đỡ mọi người. Nó không có ai là thành công mãi được cả.
nhưng mà quan trọng là người ta biết cái ý chí phấn đấu để người ta thành công mãi không. Nên là phải cố gắng trong mọi vấn đề, có cái gì cứ nhắn cho chị, gọi cho chị. Và tất nhiên là con chị là chị nhận là con, là chị sẽ phải có cái trách nhiệm với nó, chứ không tự nhiên mà mình đi ra đường mình tự nhiên mình nhận một đứa xong nhận bỏ đấy được. Chị khác, chị không giống như người ta. Ngay cả cái việc mà chị thuyết phục em để cho em đi về đây ấy, em biết rằng cái vấn đề đấy là để tốt cho cả ba mẹ con. Nhưng mà chị phải là người thuyết phục, chị phải là cái người gần như là nài nỉ em là thôi em về đi, em đến đây đi. Em có thấy cái điều đấy không đã? Đó, thậm chí là em từ chối cũng rất nhiều lần, nhưng mà chị không bỏ cuộc. Đó. Cái mà thành công nhất ở một con người ấy là người ta dám làm, dám thử thách và không bao giờ bỏ cuộc. Đó, chứ bây giờ tự nhiên mà giống như từ hôm mà em cứ từ chối, chị bảo là thôi nó chả đi thì thôi, mình cũng chẳng cần giúp nữa, thì nó lại là khác. Nhưng mà đây là chị kệ, chị không bận tâm là em nói em từ chối gì cả, vì có thể là em chưa hiểu ý của chị. Mà em cũng chưa, em ngại vì là tự nhiên một người lạ đến mà muốn giúp đỡ mình. Thì em cũng sẽ phải đắn đo về cái điều đấy. Nhưng mà hôm nay rất là mừng rồi, hôm nay rất là vui. Tại vì là chị đã làm được cái điều mà chị vượt qua được cái khó khăn ở đây là cái lời từ chối. Để mà đưa được mẹ con em về đây là một cái điều rất tuyệt vời. Cố gắng nhá. Cố gắng lên, có vấn đề gì là cứ nhắn cho chị mà chị ơi em cần cái này, chị ơi em cần cái kia. Đó, hoặc là chị ơi ở đây thế này, ở đây thế kia, em cần bất kỳ một cái điều gì hay là ai nói gì này, cần góp ý vấn đề gì hay cần chia sẻ một cái gì thì cứ nhắn tin cho chị. Em cảm ơn. Tại vì là bình thường hàng ngày chị sẽ đi công việc ấy, chị không ở đây quá nhiều. Nhưng mà chắc là chị sẽ khi mà chị đi việc về hoặc là trước khi chị đi việc thì chị cũng phải tạt té xuống để xem trẻ con nó như thế nào, mẹ con ăn uống làm sao. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Nếu không vấn đề gì nữa. Tắm rửa nghỉ ngơi nhá. Bye bye con nhé. Bye bye con gái nha, mẹ đi tắm xong rồi mẹ còn phải đi mua sữa cho con đây này. Nha. Mẹ đi tắm xong mẹ còn phải đi mua sữa cho con đây này. Cười tít mắt luôn đây này. Mẹ đi tắm xong mẹ đi mua sữa cho con gái nhá. Xong rồi con về con còn phải ăn chứ nhỉ. Để con còn lớn chứ nhỉ. Nào, phát biểu cho mẹ một câu nào. Ơi mẹ ơi. Mẹ ơi. Nhà, con bảo mẹ ơi mua sữa nha. Nào con nói nào. Con bảo mẹ ơi mua sữa cho con nhá. Chứ mẹ đi mua sữa cho con nhá. Được không? Nào con bỏ tay ở miệng ra. Mẹ đi mua sữa cho con được không? Hơn 3 tháng nó mà nói được thì lại thế thôi. Bye bye nha. Bye bye, bye. Mẹ đi về đây. Thôi ba mẹ con nghỉ ngơi đi nha. Con chào chú. Vâng. Ba chú cho con hỏi chú tên là gì và mình đến từ đâu đúng không? Tôi là Nguyễn Quang Thọ. Đến từ xã Đức Minh. Xã Đức Minh ạ. Huyện Đức Minh. Dạ. Tỉnh Đắk Nông. Dạ vâng. Thế chú Thọ có thể chia sẻ cho con thêm là theo cái nguồn thông tin nào mà chú biết đến Phúc Lâm Bảo Trợ? Tôi có trên cái mạng á. Chú có trên mạng xã hội. Là mới thành lập tôi đến từ trường. Vâng. Thế chú có thể chia sẻ cho con cũng như khán giả biết được chi tiết hơn một chút là trước khi đến với Phúc Lâm Bảo Đường ấy thì cái tình trạng sức khỏe của chú đang gặp phải những vấn đề gì ạ? Cái đó là coi như là tôi quá mệt. Quá mệt à? Bên tay y là bó tay rồi. Mà tôi tưởng là thôi nằm tôi chết thôi. Nhưng mà con cháu nó dìu đến được. Thế là chú có nghĩa là trước khi đến với lại Phúc Lâm Bảo Đường ấy, cái tình trạng sức khỏe cụ thể của chú là nó như nào? Quá yếu này. Quá yếu. Chú có thể chi tiết cho con một chút là tôi chú là bị đau tay, đau chân hay là bị làm sao? Tôi là bị xương khớp xương. Xương khớp. Bị té. Bị té. Rồi bị thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống. Phát bị gối đệm rồi bị tim mạch. Bị não bộ. Thế thì trước khi đến đây cái vấn đề đi lại và sinh hoạt hàng ngày của chú ấy nó có phải gặp khó đi lắm. Đi là khấp khéo dày bộ. Đi là khấp khiển luôn này ạ. Thế chú có thể là đi cho con một đoạn là cái trước khi chú đến đây được không? Khi đến là đi đi dần à? Đó. Là phải có người dìu. Là phải có người dìu ạ. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ thì úi giời ơi. Bây giờ mốt 21 được luôn rồi. Bây giờ là quay lại liền. Quay lại liền ạ. Dạ vâng, con mời chú ngồi đây để con phải không anh? Không, cứ tin tưởng vào là được thôi. Dạ vâng, thế là chú đến với Phúc Lâm Bảo Đường ấy, sau khi mà đến với Phúc Lâm Bảo Đường thì chú cho con xin một cái nhận xét đi. Là chú thấy cái quá trình điều trị của mình, cái bệnh của mình. Tôi nói là các bác sĩ là quá chặt, quá tận tình. Dạ. Và nắm được nhiều cái bệnh hoàn của từng người. Hẳn như tôi, là ông bác sĩ Thọ, ông nói là bác bị cái này, bác bị cái kia rồi ạ. Ông ta chữa cho tôi, mà tôi theo dõi tôi biết. Dạ vâng ạ. Chỗ nào thông, chỗ nào chưa thông, là tôi cùng góp với bác sĩ là
giúp cho tôi nha. Dạ, mà vâng. Mới 6 ngày mà nha, tôi khỏe rồi. Dạ vâng ạ. Thế thì chú đến với Phúc Lâm Bảo Đường được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mà có 6 ngày à. À dạ vâng. Thế thì chú chia sẻ cho con thêm một chút là theo như cái đánh giá của chú ấy thì cái mọi cái vấn đề phục vụ và cái điều trị ở Phúc Lâm Bảo quá Đường tốt, quá tốt ạ. Rất là đặc biệt. Dạ vâng, thì con cũng muốn là được xin những cái lời nhận xét và lời chia sẻ. Tôi cũng ước là mọi người được chữa bệnh thôi. À dạ vâng. Khỏi mà khổ. Còn dạ. Như tôi là năm nay 75 tuổi mà. À, chú 75 tuổi mà trông chú như 60 tuổi luôn á. Mà tôi được như vậy là tôi quá mừng. À dạ vâng. Tôi bỏ tay, tôi tưởng là tôi bỏ tay rồi chứ. À, thế này là con cháu của mình là xem ở trên mạng xã hội và đưa chú đến đây đúng không ạ? Dạ vâng. Thế chú có thấy là đây là một cái điều hết sức tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Ừ. Đây là cháu của tôi. Đây là cháu cháu hôm nay đến đón đấy. Cháu này đưa ông đi đây. À đưa ông đi à? À giờ về đến đón ông. Ờ thế thì chị xin chào em nhá. Em có thể giới thiệu cho chị một chút là em năm nay bao nhiêu tuổi không? Rồi. 15 tuổi. À 15 tuổi à. Ờ thế thì trước khi mà em đưa ông đến đây này thì em thấy cái tình trạng của ông mới lại hiện tại thì nó như thế nào? Quá yếu. Yếu ông. Tưởng ông chết đấy. Yeah. Thật luôn hả? Dạ. Yeah. À nghĩa là em nói tiếng Việt không được rõ lắm hả? Dạ yeah, không. Một tí thôi. Tại vì nói tiếng nó ngoài quen rồi bây giờ. Thế thì cái ngày hôm nay em đến đây em đón ông thì em thấy cái tình trạng sức khỏe của ông như thế này thì em có vui không? Vui, ông khỏe hơn. Ông biết chạy luôn rồi ấy. Yeah. Ông chạy rất nhanh. Yeah. À, vâng, thế thì con cũng thay mặt cho cán bộ nhân viên cũng như ban lãnh đạo của Phúc Lâm Bảo Đường gửi tới ông lời chúc sức khỏe và mong rằng cái thời gian sắp tới ấy, khi mà có thời gian thì mình sẽ quay lại Phúc Lâm Bảo Đường để mình bảo dưỡng lại cái sức khỏe của mình để có thể đạt một cái kết quả tốt nhất ông nhá. À, vâng vâng. Dạ, thôi vâng. Tôi cũng cảm ơn tinh thần của Phúc Lâm Bảo Đường dạ, vâng đã ạ. Giúp đỡ tôi được như ngày hôm nay. À, dạ vâng. Ước gì mà tôi được khỏe lên cái thì tôi sẽ biết ơn rất nhiều về Phúc. Đó, khỏe lên rồi đấy ạ. Ước gì nữa ạ? Nhưng mà khỏe hơn nữa chứ. À, khỏe hơn nữa. Khỏe hơn nữa thì chắc chắn là phải lấy thêm một bà nữa rồi. Khỏe. Một bà nữa thì không được đâu. Bà mấy bà đập chết. Lại còn mấy bà đập chết thì chắc là ông cũng nhiều bà đấy ạ. Hả? Không, ông một bà thôi mà ông sợ bà lắm. À vâng. Lộn xộn là bà quấn chết đấy. Thôi con đùa vậy thôi còn. Rồi cảm ơn nhá. Dạ vâng. Con chúc ông mạnh khỏe nhá. Vâng dạ, xin chào vâng, cảm ơn. Vâng vâng vâng. Thôi cô ở lại là với bác sĩ là phục vụ bà con nhá. Dạ vâng. Đợi bữa sau tôi giới thiệu họ lên rồi là. Nói chung là mỗi một bệnh nhân mà khi mà đã hoàn thành xong cái quá trình điều trị ở đây và cái kết quả tốt thì nó cũng là một cái sự vinh dự và cái điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Đó tôi là điều mà người ta sướng nhất. Dạ vâng. Con cũng mong rằng là ông sẽ chia sẻ những cái thông điệp và những cái có nghĩa là cái sự tốt đẹp này đến với những người ta đang cần. Cái này là trước đây ở nhà tôi đã nói rồi. Dạ. Tôi vẫn nói giới thiệu cho họ. Nên tôi chỉ đến nó chữa thôi nhưng mà ông bà nào đi không? Tôi đưa đi với. Dạ vâng ạ. Mà mấy họ chưa tin. À dạ vâng. Nhưng bây giờ tôi về họ hỏi tôi nói là họ tin. Dạ vâng ạ. Vâng, con cảm ơn ông nhá. Rồi con chúc ông mạnh khỏe ạ. Cảm ơn cháu anh nhá. Vâng. Vâng, con chúc ông về may mắn nhá. Vâng. Dạ vâng, con chào ông. Tôi xin chào nhá. Kính thưa quý vị thì ngày hôm nay Phương cảm thấy rất là hãnh diện khi mà Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 2 được đón tiếp một vị đạo diễn khá là nổi tiếng. Em xin chào anh. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, em xin chào anh. Em được biết là anh Trương Thành Công đúng không ạ? Đúng rồi ạ, là vâng. Tên Trương Thành Công. Dạ vâng, anh có thể chia sẻ cho em cũng như khán giả trên kênh của em biết được rằng anh đến Phúc Lâm Bảo Đường để mình đi chơi hay là mình đến chữa bệnh vậy ạ? Cho em gắn được mic ha. Ok. Nói chung là cái này là một sự ngẫu nhiên, cũng không phải là sự sắp xếp gì hết trơn á. À, dạ là vâng. Chúng ta nói chuyện một cách tự nhiên dạ cho vâng cho cả cộng đồng biết là mình không có sắp xếp nha, tự nhiên. Dạ. Thật sự thì cũng biết đến Bảo Đường này rất là lâu. Nhưng mà không có cơ hội xuống thì hôm nay xuống thăm một người bạn sẵn dịp cái mình thăm khám cái bệnh tình của mình luôn. Dạ vâng ạ. Thế trước khi đến với lại Phúc Lâm Bảo Đường ấy, ở trong cái sự tình cờ này thì anh có thể chia sẻ cho em biết là anh đến đây và anh đã được trải nghiệm cái gọi là cái dịch vụ của Phúc Lâm Bảo Đường chưa ạ? Thì thật sự thì nhìn nói về khách quan toàn thể khu Bảo Đường này đi thì phải nói là một nơi rất là lý tưởng phải không? Cây cối rồi thời tiết mọi thứ thì rất là trong lành không, không gian thì rất là đẹp sạch sẽ, nói chung là rất là phù hợp với một cái nơi nghỉ dưỡng. Mình đến với Phúc Lâm Bảo Đường ấy, mình đã trải nghiệm dịch vụ là xoa bóp bấm huyệt rồi đúng không? À đúng rồi. Dạ vâng. Thì anh có thể là chia sẻ sâu hơn một chút là trước khi mà mình trải nghiệm cái tay nghề của các thầy nhà em đi, thì anh đang gặp phải cái tình trạng gì ạ? Thật sự thì cũng phải nói thật lòng.
Giống như mình đến đây thì mục tiêu cuối cùng của mình không phải là mình đến để mình thăm khám, đúng không? Đúng rồi ạ. Thì mình đến để thăm một người bạn, nhưng mà mình thấy được cái dịch vụ mọi thứ, thấy các bác rồi các thầy đang làm cho những bệnh nhân thì mình thấy cũng rất là nhiệt tình và cũng rất là chuyên nghiệp. Nên thì mình cũng có trình bày với bác sĩ Huấn đó, giống như là Huấn là mình nói về cái bệnh tình của mình. Dạ vâng. Tức là đến đây mình mới nghĩ ra cái bệnh tình của mình. Dạ vâng. Thì hồi trước đó là mình cũng hay bị say sẩm đó. Say sẩm là làm việc nó hay say sẩm. Xong cái là mình mới vô bệnh viện Kiều An á, bệnh viện Kiều An là một trong những bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh mình, nằm ở bên quận 6 á, ở thuộc quận Bình Tân á. Dạ. Thì mình khám thì mình chụp MRI á, thấy không? Chụp hết cái đầu nè. Nhưng mà khi chụp xong rồi thì máy không phát hiện cái đầu có bị gì hết trơn á. Dạ vâng. Tức là rất là tốt. Nhưng mà sao ngộ nó lại trường hợp mà nó bị choáng váng á, nó bị say sẩm lại tiếp diễn. Nó thì cái đó mấy nhân cơ hội nó mới gặp bác Huấn mới nổi. Thì một việc mà phải nói rất là tuyệt vời cho chỗ bác Huấn, thầy Huấn đây là trước khi thăm khám cho anh nha. Dạ. Bác phải kiểm tra huyết áp. Dạ. Bác bắt mạch. Bác làm đủ điều hết trơn mà mình thấy rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà bác nói đúng nha, cái đó là mình nói thật đó, bác nói cực kỳ đúng luôn. Bác nói là có phải là anh ngủ hay bị tê hai tay không, mà thiệt nằm ngủ cái nửa đêm cái nó bị hay bị tê tê cứng đơ. Dạ, vâng. Thì mình không biết cái gì, xong bác nói là ngủ không thẳng giấc, không sâu nữa, phải không? Ví dụ thường người ta mà ngủ thì người ta nằm xuống người ta khoảng cỡ mấy phút, 15 phút hoặc 5 phút thì người ta ngủ, còn mình cứ thao thức mắt mình chớp tới chớp lui khoảng 30 phút mới ngủ được. À, dạ vâng ạ. Thì bác mới nói thôi để anh vô đây em sẽ trị liệu cho anh. Có một sự bất ngờ, vô bác mới đưa vô cái phòng trị liệu thì bác có làm. Thì bác kiểm tra thì bác mới nói là bị chèn gì bác Huấn? Phải qua nó sống cổ chèn dưới cái. Đó, đó. Thì hồi trước giờ mình không nghĩ điều đó mà bây giờ bác nói mình mới đúng. Tại vì khi mình làm việc lâu lâu á, khoảng 5-10 phút mà cái mình choáng cái. Đôi lúc mình coi cuốn sách mình choáng mà bệnh nó không phát hiện được. Mà nhờ bác, mà khi bác làm hai cột sống lưng này cũng đã 2 ngày mấy trôi qua, không có một dấu hiệu gì là gọi là trước mắt thì nó đã tuyệt vời đó. Nó không có gì gọi là choáng váng nữa. Dạ, rất là tuyệt vời. Mình đã cảm thấy ổn định trong cái thời gian hiện tại. Đúng, đúng. Dạ, vâng. Thì Thành Công cảm thấy Phúc Lâm Bảo Đường là một nơi mà trị liệu rất là tuyệt vời. Dạ. Không, cái đó mình nói thật lòng chứ không phải mình BA chứ. Ở đây là tình cờ gặp nhau để nói chuyện thôi nha. Dạ, dạ, vâng. Chứ không phải xây dựng BA. Nếu mà ở đây có làm xấu mà làm không tốt thì tôi cũng nói. Tôi là người cũng vâng công ạ. Chúng mà. Mình không thể nào nói thêm nói bớt được. Mình nói thật sự. Thì cũng phải cảm ơn thầy Phúc nhiều đã cho được một cái hạnh phúc. Thầy Huấn cũng phải cảm ơn thầy Huấn rất nhiều đã làm một cái dịch vụ mà kiểu như gọi là massage rồi gì xoa bóp bấm huyệt, quá tuyệt vời luôn. Nếu mà cái cơ sở này phát triển nữa thì sẽ giúp cho rất là nhiều người có những cái bệnh mà họ nói chung là bệnh viện chưa phát hiện được mà ở đây mình phát hiện được, đó là một trong những cái việc rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Thì em cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì anh có thể là sắp xếp một cái khoảng thời gian nào đó mình có thể đi xuống với Phúc Lâm Bảo Đường để có cái thời gian điều trị mà để cho nó có cái hiệu quả tốt nhất. Vì là chỉ bấm một lần hai lần ấy nó chỉ là một cái khoảng thời gian tạm thời thôi. Để cho mình trị liệu và có hiệu quả lâu dài thì anh nên sắp xếp thời gian và có thể ở lại hoặc là mình đi về về thôi trong một cái khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày để mình có một cái kết quả điều trị tốt nhất và ổn định cho cái bệnh của mình. Nói thì cũng phải nói từ thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn. Dạ. Mà đi xuống tới Phú Mỹ, thời gian đi cũng khoảng 45 phút. Nhưng mà để có được một sức khỏe tốt để mình làm việc, mình hoạt dạ, động vâng. hoặc là mình làm cái gì đó hữu ích cho xã hội. Dạ. Và mình sống một cách lành mạnh thì cho dù phải đi xa tới Mỹ mà có một cơ sở mà đàng hoàng thì mình cũng đến, đúng không? Dạ, vâng. Tại vì đó là sức khỏe của mình mà. Dạ, vâng. Nên là từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống đây có 45 phút thì cũng không có vấn đề gì. Cũng sau khi biết được bác Huấn thì bác Huấn sẽ nói là anh Công cũng phải là mấy lần để mà làm cái hóa đốt sống cổ. Ở đốt sống cổ. Tại vì cái lưng của Thành Công thì một bên cao bên thấp. À. Tức là do nó bị chèn đó. Vâng. Nên bây giờ nếu mà cái này mà thật sự nếu mà cái này thì cũng không có bệnh viện nào mà làm được. Thành Công nghĩ một điều đó thiệt. Chỉ có bấm huyệt trị liệu thì nó mới cân bằng được và mạch máu nó mới lưu thông theo như cái cách mình nghĩ như vậy. Dạ, thì vâng. nó sẽ làm cho cơ thể mình nó sẽ khỏe mạnh hơn đó. Dạ, vâng. Rất là tốt luôn, tuyệt vời ha. Cảm ơn một lần nữa không. Nhưng mà nói thì nói chứ cô không biết là cái kinh phí như thế nào. Không lẽ phi thì mừng quá cho lấy tiền đúng không?
Dạ vâng đúng rồi, có lấy tiền ạ. Tại nhà em có rất nhiều nhân viên đây. À lấy tiền lấy hơi nhiều ạ. Lấy hơi nhiều để nói cho bà con biết luôn để. Nói chung là về cái giá thành ấy thì nó có thể đáp ứng rẻ hơn đúng không? Đáp ứng được cho tất cả mọi người. Ờ nghèo. Thì là như cái hộ nghèo này hoặc là nó hộ nghèo xong rồi gia đình có công với cách mạng. Ồ. Ví dụ như gia đình liệt sĩ đấy ạ. Ờ. Thì nhà em có hỗ trợ giảm 30% chi phí ăn được hay quá. Trị liệu. Còn mình thường thì hàng tháng Phúc Lâm Bảo Đường sẽ chiết ra 10% để đi làm từ thiện các nơi. Còn em cũng vừa mới đi từ thiện về đây xong thì cũng vô tình là rất là vinh hạnh luôn được gặp anh ở đây và nhận được cái sự chia sẻ của anh và những cái lời khen tuyệt vời dành cho Phúc Lâm Bảo Đường. Thì thay mặt cho Phúc Lâm Bảo Đường gửi lời cảm ơn tới anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Vì anh đã tin tưởng và trao cái tấm thân này cho các thầy của Phúc Lâm Bảo Đường để có thể điều trị cho mình. Thì thầy Thành Công nghĩ cũng không có gì là phức tạp lắm, tại vì mình không có được sử dụng đến dao kéo này kia đó, dạ, vâng thành ra là mình cũng không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, dạ. Mình chỉ sử dụng là mình chỉ sử dụng nguyệt thôi mà, mình bấm nguyệt, nhưng mà nếu mình bấm nguyệt đúng thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình giống như khi mà mình hoạt động, thấy không? Vâng, hoạt động giống như mình còn trẻ thì mình đã thể thao là cơ thể mình hoạt động có phải là giúp cơ thể mình con người mình rất là khỏe mạnh đúng không? Dạ, vâng còn khi mình càng lớn tuổi thì công việc của mình rất là nhiều, mình ngồi ở vị trí nè và thoát địa điểm cái gì đó. Đó. Thông vị địa điểm nè, rồi làm tê tay chân nè, rồi mỏi tay, nói chung rất là nhiều thứ. Dạ, vâng nên có những bấm nguyệt như thế này sẽ giúp cho con người ta mình trở nên nó hoàn thiện hơn, nó sảng khoái hoàn thiện hơn. Dạ, vâng. Thì cũng hy vọng là các bạn xem được cái kênh của Phúc Lâm Bảo Đường, các bạn hãy đặt chân đến đây để trải nghiệm một lần nha. Những gì Thành Công nói là sự thật, đến đây đi. Còn vấn đề còn lại là tiền bạc hay không là do cô chủ này tính tiền chứ Thành Công không biết nha. Rồi cảm ơn các bạn. Cũng dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh nhá. Chúc anh mạnh khỏe ạ. Cảm ơn. Rồi cảm ơn bác Huấn nha. Dạ vâng. Tự nhiên mà cũng tự nhiên cũng được phỏng vấn. Tự nhiên nổi tiếng à. Cảm ơn anh. Chắc là cũng rất nhiều quý vị thắc mắc là không biết là trong một tuần vừa qua thì mẹ con em Kiều về với Phúc Lâm Bảo Đường thì em sinh hoạt và có cái cảm giác như thế nào và có muốn trở lại Dĩ An Bình Dương để đi bán vé số không, đúng không mọi người? Bây giờ mình sẽ nghe chia sẻ từ bạn Kiều nhé. Xin chào. Em chào anh chị ạ. Vẫn còn em chào anh chị à? Dạ em chào chị. Thế em chia sẻ cho chị cũng như khán giả biết được rằng là một tuần vừa qua em ở với Phúc Lâm Bảo Đường ấy thì những cái sinh hoạt này, những cái công việc hàng ngày của em là gì? Em cảm thấy rất vui lắm, rất là hạnh phúc được anh chị đưa vào đâu đó ngoài đây này ở. Em vui lắm. Vui lắm hả? Công việc hàng ngày thì giống như mình từng đi làm dâu nhà người ta thì mình công việc cũng nhẹ nhàng ổn. Tại vì công việc trách nhiệm của người đàn bà phụ nữ của tụi mình. Thế là em làm việc em cảm thấy rất vui đúng không? Dạ. Tại vì ở một cái môi trường như thế này ấy, thì mình làm bất kỳ một cái việc gì nó cũng là một điều tốt rồi. Dạ. Ở đây em nhìn thấy đấy, toàn các cụ không, các bà thôi, toàn những người gọi là yếu, xong rồi sức khỏe cũng không được tốt. Đến đây điều trị thì mình làm bất kỳ một cái điều gì hoặc là giống như việc mà các cô, các chú mình nhờ mình làm một cái điều gì đó, mình giúp cho người ta, mình cũng là làm dạ, một rất điều là tốt vui. Đúng không? Cảm thấy vui đúng không? Thế bây giờ là hôm nay chị gặp em là chị cũng muốn chia sẻ là thì cũng chị cũng liên hệ về cái chỗ bán vé số hôm nọ rồi đấy, thì người ta cũng đồng ý là cho em lấy vé số về để đi bán lại, thì em có về không? Em sợ cái cảnh nó lắm luôn á. Thế là bây giờ là quyết định là không về với lại Dĩ An Bình Dương nữa đúng không? Đó thì bên Phúc Lâm Bảo Đường cũng đã liên hệ và trao đổi về cái vấn đề mà làm khai sinh cho con, thì em có đồng ý với cái tên mà chị đưa ra không? Dạ em đồng ý, không ngày em kể đâu là chị làm xong rồi. Em cũng định hỏi khi nào bé được. Nếu mà chị mà làm xong là chị đặt tên họ của chị luôn. Dạ đúng ạ. Thế là cho luôn chị đấy hả? Thì làm mẹ nuôi, chị là người được nhặt mẹ con ngoài đường về nuôi tới là em cảm thấy thế không, nhưng mà chị mà tự làm là chị đặt theo họ của chị luôn đấy. Dạ. Cũng được luôn hả? Dạ. Cho thành họ Bùi luôn nhá. Làm con nuôi. Không, con Bùi cũng được nữa. Thôi không được, không sao cả. Tại vì là thật ra là ngày ngày gặp được con là được rồi. Còn bình thường mà con họ nào cũng được, họ em, được họ chị cũng được. Mình yêu thương con và con có một cái cuộc sống tốt nhất là được rồi đúng không? Yeah. Em thấy là hai bé sau khi về đây thì cái cuộc sống của các con như thế nào? Em cảm thấy hai đứa con từ ngày bước chân về đây ở tới giờ em cảm thấy con em hai đứa nó khác hẳn. Càng ngày càng có da thịt ra nhiều hơn. Đứa nào cũng mập mạp rồi đúng không? Nhất là bé Ú này, thấy bé nhỏ nhỏ này nó nhìn thấy nó một bồng luôn, nó sầu sữa. Tại vì về đây là nó được uống sữa, cái lon sữa bột mà mắc tiền mà chị đã mua tặng cho con em. Dạ còn được nửa lon. Vẫn còn nửa lon sữa nữa đúng không? Sữa bột các thứ là bỉm này hết là phải bảo với chị. Dạ bỉm thì hôm bữa em lỡ em nói chị mà nói tả dán quần em không nói, em nói tả dán giờ không có cái cách nào để bận được. Ý là bị chật em lỡ xé ra rồi em không biết sao. Nhưng mà bị chật hay sao? Dạ không phải, tại vì
dán, nhưng mà nó cái miếng dán ngang vậy nó không phải như dán tảo quần. Không, cái miếng dán đấy là đúng rồi mà. Cái đó dán là phải dán chung với cái dán chung với cái quần đúng không? Cái tả tả dán quần, nhưng mà cái đó tả dán quần em không có. Mặc vào cái quần vẫn được. Không, không được. Thế tí nữa chị sẽ xuống chị làm. Em lỡ em sẽ là tuổi rồi. Em lỡ xét rồi hôm. À thôi được rồi, tí nữa chị sẽ xuống chị làm cho. Thế là thấy thấy cái cuộc sống ở đây nó đang rất ổn định, rất dạ, tốt đúng không? Thoải mái. Được mấy anh chị cô chú bác gì ở đây thương nhiều. Các cô các chú ở đây đều thương. Nhưng là chị Tâm với là chị Quạch. À, với lại cô gì cô Hà, bác sĩ Phong nữa đúng không? Bác chị thấy là có mọi người cũng có chia sẻ là trước khi em về đây là em bị hội chứng ống cổ tay à hay sao nhỉ? Em bị hẹp ống cổ tay. Hẹp hội chứng à? Hẹp. Hẹp ống cổ tay. Hẹp ống cổ tay đúng không? Thì đến ngày hôm nay thì em thấy sao rồi? Em thấy đau lắm, nhận nhức lên tới đây này. Nhức ở trên này à? Em từ hôm điều trị mấy ngày là vẫn thấy đau à? Dạ. Nó có nhẹ đi chút nào không? Dạ. Chưa thấy gì đúng không? Thế là chị sẽ có một cái phương pháp điều trị tại khác. Tại vì hôm nay cũng kêu qua em qua làm, nhưng mà cách ngày làm ngày, cái gì cách ngày hai ngày làm ngày, nhưng tại đau quá làm không nổi, trốn. Sợ đau ấy. Nó đang sợ đau trốn. Tại vì nó phải dứt điểm, ngày nào mình cũng phải điều trị, các cô các chú ở đây đều như thế. Có người làm 15-20 ngày. Thế là mình phải cố gắng. Kêu em, cái em lắm. À thế là do bị đau quá mà trốn chứ không làm, chứ không phải là do bác sĩ điều trị không hiệu quả. Dạ đúng rồi. Đó, thế thôi cố gắng ở đây để nói chung là cũng làm những cái việc như này này giúp đỡ các chị này là chú. Cũng như buồn mình làm vậy thôi chứ mấy anh chị đâu cho em làm đâu. À thì mọi người để em đến đây là để mọi người yêu thương và chia sẻ với ba mẹ con nha. Dạ. Thôi cố gắng có cái công việc gì giúp đỡ mà được mọi người thì giúp đỡ, còn không thì thôi. Dạ. Không làm sao cả. Không còn, nhưng mà em thấy mình cũng phải phụ chứ. Còn đó qua tự nhiên cái ăn uống ở không cũng thấy ngại lắm chứ. Không sao cả. Có cái gì đâu mà ngại đấy, một điều hết sức bình thường, mình chia sẻ. Nãy anh Hiệp kia em kể đầu trả em nhìn nơi sản xuất ban đầu, cái em sợ nãy giờ nói chị Quanh không biết anh Hiệp kia em chuyện gì đây nữa. Thì chị đã bảo là chị liên hệ với bán vé số rồi. Chị Quanh nói chắc không sao đâu, chắc có chuyện gì đó. Nó đồng ý, bên bán vé số là người ta đồng ý, bây giờ về là người ta lại đưa vé số cho để đi bán. Ngoài đầu ngõ này có tổng vé số của Mỹ Xuân này. Em sợ dữ lắm, thà cho em làm gì cũng được nhưng mà như sớm. Thế để ý con cái, ví dụ như hết bỉm, hết sữa là phải bảo với chị để chị sẽ cho người mua về. Dạ. Sau đấy thì về cái vấn đề tên tuổi, giấy tờ của con thì cũng nó là một cái liên quan đến... Em gà em thấy anh Hiệp anh buồn buồn, biết cơ chị mẹ con có làm gì là sai không, thấy anh Hiệp anh buồn buồn. Thật ra là bọn chị không có thời gian để nghỉ. Buổi sáng đi cho đến tận tối, tối về thì lại sửa video đến tận đêm. Đêm có lúc 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng bạn mới được ngủ, nhưng mà sáng dậy cái lại phải đi sớm, nó cũng không có nhiều thời gian. Thế là lúc nào con người cũng trong tình trạng mệt mỏi. Mới biết là chị có nhiều hôm mà mệt nằm đến ngủ một cái, nhưng mà thấy gọi điện cái, chị ơi ở đây có trường hợp này trường hợp kia cần giúp, thế chị lại dậy chị đi luôn mà mình cũng không để ý đến sức khỏe của mình luôn ấy. Nên là cứ có nghĩa là điện thoại thì cầm nhưng mà nhiều khi không đọc được. Nó mệt. Đang bị suy nhược sức khỏe đấy, đang đau đầu. Đó, nên là thôi cố gắng nhá, ở đây xem có cái công việc gì thì giúp đỡ các cô các chú. Đó, giúp đỡ các bệnh nhân này, các cô các chú cần cái gì hỗ trợ thì mình làm. Đó, chứ còn không phải làm việc nặng nhọc gì cả, ở đây đấy, có phải làm cái gì nặng nhọc đâu. Thế ở về đây có sợ gì nặng bị lừa không? Nhớ không? Ngay lúc đầu mới đầu qua đó em sợ là... Bị bán sang Trung Quốc à? Đâu, đi Cam mà. Chị định đi cho sang Campuchia. Đúng rồi, tại vì em xem trên Facebook em cũng thấy hồi hộp cũng sợ nên em... Trên đường chị qua đó mẹ con em cũng xin được từ chối đó, rồi cũng sợ vụ đó đó. Hôm đấy từ chối là chị biết rồi, tại vì ông hàng là xóm đầu tiên mới ông gặp. Mới đến. Rồi, chị chia sẻ thế thôi, còn cứ tiếp tục công việc và làm đi. Để chị chạy qua xem là con bé con là thế nào. Nó đang nằm sấp ở giường cô Tâm à? Đâu, lúc nãy mình ở đấy con đâu. Chị thấy nó cười ở đấy mà. Nó thế đấy ạ. Chuyên gia nằm thấp cho nó cười. Nghèo cổ sang một bên đấy nhá. Đấy, về đây này chân tay chắc này, xong rồi trắng trẻo lên trông này. Toàn trước khi về đây là chân tay toàn mụn đi, nhọt với mũi đốt thôi. Dạ vâng ạ. Nặn cái chân cho nó thẳng ra ông ấy, vòng kiềng cong ve